vị và các bạn, với hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quý II đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, trong cách mạng tháng 8 và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Đại tá Bùi Chuẩn, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, con trai út Trung tướng Trần Quý II về cuốn hồi ký Những ngày khói lửa do chính Trung tướng Trần Quý II viết. Hồi ký Những ngày khói lửa, cha tôi là viết theo yêu cầu của tỉnh Bình Trị Thiên, ngày nó chưa tách tỉnh, chủ yếu là về việc xây dựng lực lượng vũ trang Bình Trị Thiên và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang Bình Trị Thiên. Và trong đó có cái mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với nhân dân Bình Trị Thiên, và kể lại một số những cái trận đánh hoặc là những cái bối cảnh, tức là từ thuở đầu tiên, tức là khi cha tôi được điều ra Huế chống lại Pháp nổ súng gây lại chiến tranh 19 tháng 12 năm 46 cho đến lúc kết thúc kháng chiến chống Pháp. Và từ lúc ban đầu là chưa có cái lực lượng vũ trang, hầu như chưa có gì, mà đến đoạn cuối là phát triển lên là thành đại đoàn cơ động chủ lực. Trước đây ta không thể hình dung được cái kháng chiến chống Pháp, chiến tranh chống Pháp ở chiến trường Bình Trị Thiên. Có thể là mình đi học rồi là nghe qua cái này cái khác, nhưng mà đọc quyển này thì mình mới hình dung ra được chính xác và cụ thể những cái bối cảnh chung của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ lúc Pháp bắt đầu nổ súng đánh lại Việt Nam 19 tháng 12 năm 46 cho đến lúc quân đội ta trưởng thành dần dần lên đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Mình chỉ muốn một cái mong muốn rất là bình thường thôi, chắc là cũng mọi nhiều người cũng suy nghĩ như vậy, tức là để mọi người hiểu đúng và đánh giá đúng về con người của cha tôi cũng như công lao của ông. Cha tôi thì cũng là một trong những cái vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong lòng người dân, người ta vẫn là rất là tôn thờ về cái hình ảnh của cha tôi. Mình cảm thấy rất tự hào về cái tấm gương của cha mình đã được nhân dân người ta ghi nhận